Chào mừng quý cô bác anh chị đã quay trở lại với kênh Thiện Family. Và hôm nay em xin chia sẻ đến với quý cô bác anh chị cách làm dưa món nước tương. Rất là đơn giản dễ làm nhưng mà rất là đậm đà, thơm ngon và giòn rụm luôn á cả nhà. Mà mình có thể để được lâu không có bị hư. Và dưa món thì mình thường dùng trong các cái dịp Tết, hoặc là mình làm một hũ như vậy để ngày thường mình dùng cũng được, cho nó đỡ ngán. Ở đây em chuẩn bị 1 kg các loại củ: 300g củ su hào, 300g cà rốt, 200g củ kiệu và 200g củ cải trắng, và một cỡ tầm 8 đến 9 trái ớt hoặc là nhiều hơn tùy ý. Và mình có thể thay thế đu đủ hoặc là dưa leo tùy ý. Đầu tiên thì mình sẽ gọt vỏ hết các cái loại củ cải, cà rốt rồi củ su hào. Kiệu thì mình sẽ cắt rễ và rửa cho nó thật là sạch để riêng. Sau khi mà gọt xong rồi thì mình sẽ đi thái rau củ. Mình có thể thái tròn hoặc là thái dài tùy ý. Ở đây thì em thái dài và mình sẽ cắt ngắn từng khúc như thế này. Sau đó mình có thể dùng dao hoặc là dao lường sóng để cho cái miếng dưa món cho nó được đẹp. Còn nếu không có dao lường sóng này thì mình có thể dùng dao thường cũng được. Mình cắt cái độ dày nó vừa phải như ở trong video hướng dẫn là được. Và tất cả các cái loại rau củ thì mình đều cắt vừa như vậy, đều đều như vậy. Còn nếu như mà có dưa leo thì mình sẽ cắt cái miếng dưa leo to hơn các cái loại rau củ khác. Tại vì dưa leo thì nó sẽ, khi mình phơi khô á, nó sẽ teo lại nhiều. Đó, vừa như thế này là được rồi cả nhà. Thì sau khi mà cắt xong rồi thì mình sẽ đem đi ngâm nước muối. Ngâm tất cả các loại củ này với nước muối trong vòng 15 phút. Sau đó mình sẽ vớt ra để cho nó thật là ráo. Và khi mà ráo rồi thì mình sẽ rải ra các cái rổ cho nó mỏng, hoặc là các cái mâm á, mình đem đi phơi nắng hoặc là mình sấy khô. Mình sấy thì mình sấy ở nhiệt độ là 80 độ trong vòng 3 tiếng đến 4 tiếng đồng hồ. Khi nào nó héo thì thôi, còn mà phơi nắng thì phơi một ngày là nó héo héo là được. Thì sau khi mà héo rồi á, thì mình sẽ đem vào rửa với lít nước muối. Tiếp theo thì mình sẽ cho 2 chén nước tương đầy vào nồi. Sau đó thì mình sẽ cho 1 chén đường vào. Nếu như mà ai ít ăn ngọt á, thì mình sẽ cho 2 phần chén đường thôi. Sau đó thì mình sẽ nấu cho nó sôi lên, chén ăn cơm á cả nhà. Và tiếp theo thì mình sẽ chuẩn bị một cái hũ keo, cái hũ thủy tinh như thế này. Và mình trụng nước sôi cho nó thật là, để tiệt trùng á, cho nó sạch. Và mình để cho nó thật là ráo. Rau củ sau khi mà phơi khô rồi thì mình sẽ đem đi rửa lại với nước muối cho nó sạch các cái bụi bẩn. Sau đó thì mình sẽ rửa sơ qua với là nước sôi nguội để cho nó sạch hết các cái nước lã và cho vào trong hũ thủy tinh này. Rau củ sau khi mà mình phơi héo rồi thì mình rửa lại với nước là nó sẽ nở ra, nhưng mà khi làm dưa món thì nó giòn rụm luôn. Khi nước tương nó đã nguội rồi thì mình sẽ cho vào trong rau củ này. Và mình sẽ nhấn cho rau củ nó được chìm xuống phía dưới khỏi mặt nước tương, để như vậy cho nó được thấm. Và để ăn ngon nhất thì trong vòng 3 ngày á, là dưa món nó đã thấm hết cả nhà. Thì mình đậy nắp lại, mình để chỗ nào thoáng mát là được. Và đây, sau 3 ngày đây cả nhà, thì rau món nó rất là thấm, đậm đà, ngon và rất là giòn. Và như vậy là em đã chia sẻ xong cách làm dưa món nước tương rồi, rất là đơn giản dễ làm đúng không ạ? Nếu như mà quý cô bác anh chị thấy chia sẻ của em hay thì nhớ đăng ký kênh để xem và theo dõi những cái video tiếp theo của em nhé. Cảm ơn quý cô bác anh chị đã theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.